Nằm ở một trong những vùng biển có nhiều tiềm năng về đánh bắt và chế biến thủy hải sản, mỗi ngày cảng cá ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tiếp nhận và chế biến hơn 300 tấn cá. Cuộc sống của người dân địa phương cũng đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, việc sản xuất kinh doanh được tiến hành một cách tự phát, không có quy hoạch đã khiến cho tình trạng ô nhiễm ngày trở nên trầm trọng, gây bức xúc cho người dân địa phương. Dòng nước thải đỏ lòm, những đống rác đầy ruồi nhặng là những gì còn lại sau một phiên chợ ở cảng cá Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Ngày nắng cũng như ngày mưa, con sông đen kịt chưa bao giờ đổi màu nước. Xả thẳng ra sông luôn. À thôi, không cực kỳ không tai mà chịu được, đêm mà tôi ngủ cũng được luôn. Cách cảng cá chưa đầy 500 mét, các doanh nghiệp chế biến thủy sản thi nhau xả nước thải ra môi trường. Và đây là những gì mà người dân tại xã Diễn Ngọc đang phải chịu đựng. Từ nhiều năm nay, con đường nhỏ dẫn vào nhà ông Lực luôn ngập tràn nước thải từ những cơ sở chế biến hải sản trong làng đổ ra. Tôi đã đi đủ các chiến trường, nhưng mà tôi về đến một cái chiến trường, cái môi trường của sống đây, thì hầu như nó có thể nặng hơn của cái mùi thuốc của nó nặng hơn chất độc cỏ màu da cam. Ao tù, nước động, khắp xóm trên làng dưới, không khí đặc quánh mùi tanh nồng của hải sản. Ô nhiễm đã trở thành câu chuyện khổ lắm nói mãi của người dân nơi đây. Và khi bất lực, người ta chỉ còn biết tìm cách sống chung với nó như một điều tất yếu của cuộc sống hàng ngày. Ở đây cả là cũng làm đơn cũng rất nhiều rồi, chứ mà lên mà răng mà cũng không thể đơn đâu hết. Rồi nãy khi bắt đầu ở đây cứ nghe mà nửa đêm gần sáng là mũi mày như là không thể chịu được. Nhiều khi cái quân đấy là phải cho đi về quê ngoại này. Tập trung 75% sản lượng cá của cả huyện Diễn Châu, hơn 500 tàu cá từ khắp các địa phương cập cảng và 300 tấn cá được chế biến mỗi ngày. Nhưng do người dân thì làm ăn manh mún, nhỏ lẻ, các doanh nghiệp thì chạy theo lợi nhuận. Kết quả là cảng cá Diễn Ngọc trở thành một điểm nóng về ô nhiễm trên địa bàn huyện Diễn Châu. Thì chúng tôi cũng đã lập biên bản và xử lý xử phạt hành chính. Bên cạnh đó thì các cái doanh nghiệp cũng hứa là sẽ tu sửa lại, nhưng vì lý do là họ cũng nói có cái hạn chế về vốn. Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường đã kiểm tra và yêu cầu cái ban quản lý cảng cá là thực hiện đúng quy hoạch, để làm cái quy hoạch, làm cái việc là đánh giá tác động môi trường, thực hiện cái nhà máy cho nó đảm bảo đúng quy định, hoặc là nếu như không được thì phải chuyển địa điểm khác. Ở đâu có nghề thì ở đó sẽ phát triển. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cảng cá Lạch Vạn sẽ còn mở rộng hơn nữa trong tương lai. Nhưng ở đâu có hoạt động sản xuất thì ở đó cũng sẽ ô nhiễm. Giữ gìn môi trường trong sạch không chỉ là câu chuyện của riêng các cấp quản lý, mà nó còn cần ý thức của chính những người làm nghề.